Tạng Bồ Tát bổn nguyện thần thông trên cung trời Đao Lợi phẩm thứ nhất, một Phật hiện thần thông ta nghe như thế này, một thỏa nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sinh căng cường, làm cho lòng chúng đó rõ pháp phổ pháp vui. Khen xong chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy đủ, vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phước đức, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quy, vầng mây sáng rỡ đại thám thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vầng mây sáng rỡ như thế rồi lại phát ra các thứ tiếng phi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng phô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử, tiếng sư tử hống, tiếng mây sấm lớn. Hai trời rồng hội họp khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng phi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời rồng quỷ thần ở trong cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung trời Đao Lợi như là trời Thứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diện Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Bá Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Trụ, trời Đại Phạm, trời Thiểm Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểm Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sinh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quả Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, trời Ma Hê Thủ La cho đến trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ. Tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần, lại có những vị thần ở cõi Ta Bà và cõi nước phương khác. Thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông trọng, thần lúa mạng, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ, các vị cỏ, lại có các cũng đến hội họp, lại có những vị, lại có những đại quỷ vương ở cõi Ta Bà và cõi nước phương khác như ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai loãng quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái tính quỷ vương, các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Ba Đức Phật phát khởi, bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: Ông xem coi tất cả chư Phật, ông xem coi tất cả trời, ông xem coi tất cả chư Phật trời rồng quỷ thần ở trong cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đến trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đến ta dùng Phật nhãn xem hãy, còn không đếm xiết số thánh phàm này của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp nâu xa ra, đã độ, đương độ, chưa độ, đã thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: Từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời tiên nhận liền, còn hàng tiểu quả thanh vân trời rồng tám bộ chúng và những chúng sinh trong đời sau giống nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sinh lòng nghi ngờ, dầu cho có lại dâng đi nữa cũng chưa khỏi hủy báng. Cứ mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài tu hạnh gì, đặc biệt gì mà được thành tựu sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Ví như bao nhiêu cỏ cây, lùm rừng, lúa mè, che lau đá núi bụi bặm trong cõi tam thiên đại thiên, cứ một vật là một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng một hạt cát nằm một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hạt bụi nhỏ làm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc nào Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là những thuở ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thanh văn và bích chi Phật. Lạy Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau có trang thiện nam, người thiện nữ nào nghe danh tự của ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc khen ngợi chiêm ngưỡng vái lạy nạy nhờ nạy niệm danh hiệu, chắp tay vái lạy chiêm ngưỡng niệm danh hiệu hoặc cúng dường nhẫn đến niệm danh hiệu, cúng dường nhẫn đến niệm danh hiệu, tô vẽ đắp vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sao đọa vào chỗ lạc đạo. Muốn chuyển giảng của pháp nghĩa Văn Thù Sư Lợi, chẳng qua bất khả kiếp lâu xa về kiếp trước, tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát nằm một vị trường giả tử. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật đó thọ Giác Hoa Định. Bốn trường giả tử phát nguyện này, Văn Thù Sư Lợi nội trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiện là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nhìn thước trang nghiêm, mới bạch hỏi: Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế? Khi ấy Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh bảo Hạnh Như Lai và trưởng giả tử rằng: Muốn chúng được thân tướng tốt đẹp này, cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa, độ thoát tất cả chúng sinh bị khốn khổ. Mày Văn Thù Sư Lợi, trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng: Tôi nguyện từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi về những chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện, làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, từ tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, ngài lập nguyện rộng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức
Vô số kiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát, Lăng Bà La Môn nữ cứu mẹ, lại thuở bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật ra được Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật đó thọ đến bốn Đức Phật đó thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp. Trong thời tượng pháp có một người con gái dòng Bà La Môn, người này nhiều đời chứa phước sâu dày, mọi người đều kính nể, khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ bà mẹ của người. Thường mê tín tà đạo, khinh chê ngôi Tam Bảo, thuở ấy mặc dù thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người sinh chính kiến, nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn sao đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, ảo niệm chắc phải theo vào nghiệp quấy mà sinh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đắp veo oai dung đủ cách tôn nghiêm, thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng thêm lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật nào đức đại giác đủ tất cả trí huệ, nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi khuất tôi đến đặt quả Phật chắc thế là cũng rõ mẹ tôi thác sinh vào chốn nào. Nghĩ đến đó thánh nữ buồn tủi rơi lệ, trăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo thánh nữ rằng: Thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ thác sinh của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng: Đức thần nào đó mà giải bớt lòng số lo của tôi như thế, từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sinh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: Ta là Đức Phật có thứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, mà ngươi đương chiêm bái đó, thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sinh, nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mẩy đều bị tổn thương, những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại, bạch cùng trên hư không rằng: Cú xin Đức Phật xót thương, bảo ngay cho rõ chỗ thác sinh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: Cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà ngồi ngay thẳng, nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sinh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà, vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, trải suốt một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, lúc trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy rào bên này xua đuổi bên kia, thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn, thoạt chìm thoạt nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xoa hình thù lạ lùng, hoặc nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu, răng nanh chĩa ra ngoài, miệng bén nhọn rướm rướm lùa những người tội gần thú dữ, rồi quỷ lại chụp bắt người tội, túm quắp đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nhớ lương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghênh tiếp, hỏi thánh nữ rằng: Hay thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì mà đến chốn này, gì đến chốn này quỷ này? Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng: Đây là chốn nào? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: Đây là phía tây, đây là phía tây núi Đại Thiết Vi. Đây là phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng: Tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, chuyện đó có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng: Thiệt có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng: Nay tôi làm sao để đến được chốn địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng: Nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra ắt không thể nào đến đó được. Thánh nữ lại hỏi: Duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế, và có những người tội cùng với các thú dữ? Vô Độc đáp rằng: Những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết trong khoảng 49 ngày, không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho. Lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả, vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà tự phải lội qua biển này. Cách biển này 10 môn do tuần về phía đông lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn, đó là trộn hơn, thành trội hơn, đồng gọi là biển nghiệp. Thánh nữ lại hỏi: địa ngục ở đâu? Cô Lộc đáp rằng: Trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số nghìn muôn, đều nhiều đến số nghìn muôn. Địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bậc kế đó có 500 chỗ đủ không lường sự khổ sở, bậc kế nữa lại có đến nghìn trăm cũng đầy không lường sự thống khổ. Thánh nữ lại hỏi: Duyên cớ vì sao? Thánh nữ lại hỏi: Thân mẫu của tôi. Thánh nữ lại hỏi: Thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng: Thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quên làm những nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng: Thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, hoặc có lúc tạm thời mê tín tà đạo, có lúc tạm thời không tin chánh pháp, xong rồi chẳng kính, dầu khuất không bao lâu mà chưa rõ đọa lạc vào đâu. Vô Độc hỏi rằng: Thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng: Thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn, thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Duyệt Đế Lợi. Vô Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng: Xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu vào lắm nữa, tội lữ Duyệt Đế Lợi được sinh lên cõi trời, đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe ha ha ha,